Thân mến chào mừng các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại kênh Mr. Long Lên Let's Learn. Chúng ta đến với cái phần tiếp theo của cái đề thi học kỳ 1 chúng ta lần này các bạn nha. Và đây là cái đề mà thầy thấy là đây là cái phần mà nó liên quan đến nội dung luyện đọc của chúng ta đó. Thì bây giờ thầy sẽ giúp các bạn hiểu cái bài đọc này, rồi sau đó thì chúng ta sẽ trả lời các cái câu hỏi nha. Cái việc thúc đẩy, cái việc kích thích hay thúc đẩy á, thúc đẩy cái việc học tập và tôn trọng việc học tập những người giáo viên và tôn trọng những người giáo viên giữa là như một trong những cái giá trị là nó nằm trong số những giá trị đó, những giá trị truyền thống của người Việt Nam đó. Trong xã hội cũ á, trong những cái ngày cũ á, có nghĩa là ngày xưa đó, thì người ta có một cái niềm tin phổ biến đó, người ta tin tưởng phổ biến rằng là cái vị trí của người giáo viên, địa vị của người giáo viên là cao hơn bố mẹ và chỉ thấp hơn là địa vị của vua chúa thôi. Có là địa vị người giáo viên là cao hơn địa vị người bố mẹ và chỉ thấp hơn địa vị của người vua thôi. Trong nhiều cộng đồng và làng xã đó, trong nhiều cộng đồng làng và xã là sao? Thì những cái người giàu á, thì họ sẽ mời những người giáo viên đến để ở lại nhà của họ, những cái nhà của họ để dạy những đứa con của họ và những đứa con của những cái gia đình khác, và để trở thành một cái người, cái này viết liền vào nhau các bạn nha, viết liền vào nhau. Cái Mandarin này á, để trở thành một cái Mandarin này á, là để trở thành một cái người mà có địa vị cao trong cái giới trí thức á, trong cái giới mà có học á, trong cái giới mà chúng ta gọi là những người thầy đó, đây nha. Thì để trở thành một cái người mà chơi là ở cái cấp độ cao của những người thầy đây này á, thì một cái ứng cử viên á, một ứng viên là một cái người mà muốn vươn lên cái địa vị này á, phải có những cái thành tựu học hành rất là xuất sắc và đạt được những cái điểm cao trong những cái kỳ thi cạnh tranh tài đó. Và cái cuộc thi tranh tài á, nó được tổ chức vào năm 1075. Cái cuộc thi mà Civil Administrators này đó các bạn nha, đó là cái cuộc thi mà để chọn ra cái người đi để quản lý các cái xã, các huyện, các tỉnh đâu đó các bạn. Người ta gọi là cái Civil này các bạn nha. Ok chưa? Để cuộc thi để quản lý công dân á, chúng ta hay dùng cái từ là quản lý công dân, nhưng ngày xưa á, người ta gọi là ở thời phong kiến á, nó có là thi hương, thi hội, thi đình đó các bạn. À, để chọn ra người đứng đầu tỉnh, huyện, xã rồi đó, để quản lý làng xã, là quản lý huyện, tỉnh rồi đó. Các bạn hiểu được cái cuộc thi này chưa? Đó, cuộc thi nó là như thế này các bạn nha. Đó. Civil Administrator. À, cái chỗ này á, các bạn nhấn hai âm luôn, nhưng mà chủ yếu là Administrator các bạn nha. Traitors. Ok. Rồi. Đó là cái đoạn thứ nhất. Cái đoạn thứ hai nè. Gần 1.000 năm. Người Việt Nam học tập những cái mẫu tự của người Trung Quốc đó, có nghĩa là kế thừa là học tập những cái ký tự, những cái mẫu tự của người Trung Quốc và sử dụng những cái mẫu tự đó để viết giống như gần 1.000 năm là trước đây chúng ta dùng chữ của người Hán để chúng ta viết đó các bạn đó. Nhưng về mặt phát âm á, phát âm những cái từ đó thì là theo một cái cách khác nhau, là theo cái cách của người Việt Nam chúng ta. Chúng ta viết theo mẫu từ Hán nhưng chúng ta nói là theo tiếng của người Việt. Các bạn hình dung được chưa? Bên cạnh đó là sao? Bên cạnh cái việc sử dụng những cái ký tự của người Trung Quốc thì người Việt Nam cũng đã điều chỉnh những cái ký tự đó để phát minh nên một cái ký tự riêng cho người Việt Nam cổ đại, cổ xưa, và viết và diễn đạt. À, sau này chúng ta gọi là chữ nôm đó các bạn. Ký tự viết và cách diễn đạt theo cách của người Việt Nam chúng ta gọi là chữ nôm đó. Và nhiều công trình văn chương có giá trị và nhiều công trình lịch sử có giá trị được lưu giữ cho các thế hệ tương lai nhờ vào cái ký tự đó, cái ký tự mà chúng ta kế thừa của Trung Quốc mà chúng ta sáng tạo lên riêng của chúng ta, hay chúng ta gọi là cái chữ nôm đó các bạn ha. Và sự phát triển này và cái sự bảo lưu này nó làm tăng cường lên cái nhận thức, cái ý thức về sự độc lập của quốc gia dân tộc Việt Nam và đảm bảo rằng người Trung Quốc không thể không đồng hóa được người Việt Nam.
Đó, các bạn thấy chưa? Đây là một cái bài đọc rất là hay và thầy cũng đã dịch xong cho các bạn hiểu đầy đủ ý nghĩa của nó. Và chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi liên quan đến cái phần đọc này. 5 câu hỏi này cũng rất là không phải dễ các bạn nha. Các bạn chịu khó theo dõi này. Câu hỏi thứ nhất là cái đoạn văn chủ yếu nó nói về cái vấn đề gì? Thế thì đoạn văn chủ yếu nói với văn về vấn đề gì? Là chúng ta chọn phương án B là phương án tổng quát nhất, bao trùm nhất, là giáo dục Việt Nam ở trong quá khứ, đúng không nào? Đó, cái đoạn văn, hai đoạn nó viết, hai cái đoạn trong một cái bài văn đó nó viết về cái giáo dục của Việt Nam chúng ta đó, các cuộc thi như thế nào, biến đổi chữ viết ra sao, không để người Trung Quốc đồng hóa chúng ta thế nào, là người ta trình bày hết, đúng không nào? Rồi câu số 2, theo đoạn văn, cái điều nào ở phía dưới đây là không đúng về những người thầy giáo, cô giáo, người thầy ở trong xã hội Việt Nam? Thì câu 2 các bạn chọn C. Đây, thầy giải thích nè. Họ sẽ trở thành một người quản lý công dân đó, những người quản lý công dân họ như thầy nói đó, là những ứng viên là đi thi để trở thành những người quản lý công dân đó các bạn, thì đứng đầu huyện, đứng đầu tỉnh rồi đó. Thì người giáo viên á sẽ trở thành, không phải người giáo viên nào cũng trở thành, đúng không nào? Đó, cho nên trong bài nói là người giáo viên chỉ là người có địa vị cao thôi. Người ta ở trong nhà những người giàu, người ta dạy con em người giàu v.v. chứ người ta không nhất thiết phải trở thành cái này, đúng không? Mà trong câu này nó bảo là người này trở thành như thế này là không đúng, đúng không? Không đề cập là không đúng đó. Ok. Câu số 3 hơi dễ hơn xíu, là cái chữ conducted này nè các bạn nè. Conducted này nó được thay thế tốt nhất bởi từ gì? Từ gì các bạn? Cái thầy dịch trong cái đoạn đó là cái cuộc thi đầu tiên được tổ chức 1075 đó các bạn. Thầy dịch là được tổ chức, đúng không? Thì nó sẽ giống với câu A, đúng không? Câu A này, organized là tổ chức đó các bạn. Rồi câu 4, cái từ them trong cái đoạn văn bản số 2 này á, nó suy luận chúng ta điều gì? Đây, characters trong cái đoạn 2 này, thầy dịch cho các bạn cái đoạn 2 này, cái từ them này. Hồi nãy á, là người Việt Nam học tập những cái ký tự người Trung Quốc và sử dụng những cái ký tự đó, đúng không? Ký tự. Ok, sử dụng những ký tự đó để viết và để viết nè, đúng không nào? Chính xác chưa? Rồi, câu cuối cùng, câu 5. Cái điều nào phía dưới đây được nói về người cái mẫu tự ký tự Việt Nam cổ đại? C. Nó sao các bạn? Nó thúc đẩy một cái ý nghĩa về cái sự độc lập dân tộc giữa những người Việt Nam với nhau. Chính xác, đúng không? Ta mượn ký tự người Trung Quốc nhưng ta sáng tạo nên chữ riêng của người Việt Nam chúng ta. Cho nên nó thúc đẩy lên cái lòng tự hào dân tộc, về chữ độc lập dân tộc này, độc lập dân tộc này. Như trong bài thầy đã vừa dịch cho các bạn xong. Rồi như vậy là cái phần này thầy cũng đã giúp các bạn hiểu được cái nội một cái bài luyện đọc rất là hay để nó phục vụ cho cái kỳ thi của các bạn đó. Rồi các bạn ha, như vậy là đây là cái phần 3, thầy cũng đã kết thúc cái đề thi lần thứ 2 ngày hôm nay cho các bạn, và hẹn các bạn ở các video tiếp theo để chúng ta sẽ đến đón nhận những cái nội dung tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 9 của chúng ta các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn các bạn video tiếp theo.